huyện Triệu Sơn là đơn vị kết nghĩa đỡ đầu hỗ trợ huyện Lang Chánh trong công tác xóa đói giảm nghèo. Ngay sau khi nhận được thông tin trên địa bàn huyện xảy ra vụ tai nạn giao thông lật xe chở keo gây thiệt mạng 7 người, trong đó có 5 người là nhân dân của xã Chí Nàng huyện Lang Chánh. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, các đồng chí lãnh đạo huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Tiến Dũng, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn làm trưởng đoàn, cùng các ban ngành đoàn thể hội chữ thập đỏ của huyện đã đến thắp hương, thăm hỏi, động viên, chia buồn, trao tiền hỗ trợ cho năm gia đình có người thiệt mạng tại xã Chí Nang, huyện Lang Chánh. Cùng đi với đoàn về phía lãnh đạo huyện Lang Chánh có đồng chí Lê Văn Luyến, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Tiến Dũng, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn cùng đoàn công tác của huyện đã thắp nén hương cho những người đã mất, cùng với đó là động viên tinh thần những người thân của ba gia đình tại bản Cải và hai gia đình tại bản Giàng Vìn, xã Chí Năng vượt qua nỗi đau mất mát lớn này, nhanh chóng ổn định cuộc sống nhằm hỗ trợ chia sẻ giúp đỡ cho năm gia đình vượt qua nỗi đau mất đi người thân. Đoàn lãnh đạo huyện Triệu Sơn đã trao số tiền hỗ trợ cho năm gia đình có người mất trong vụ tai nạn mỗi hộ 3 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tình cảm sẻ chia tương thân tương ái, động viên tinh thần trước những mất mát không may gặp rủi ro hoạn nạn của các hộ dân huyện Lang Chánh.